Thanh Bảo đang cố gắng để nước rút ở những mét cuối cùng. Và ở đường bơi số 5, Thanh Bảo là người giành huy chương vàng 1 phút. À, em rất là vui ạ. Em muốn gửi tặng huy chương vàng này tới bà nội của em. À, em cảm ơn. Vì sao? Tại vì trước khi em đi, trong quá trình đi tập huấn, bà nội em mất. Em không có về thăm bà nội được. Em sẽ cố gắng lấy cái tấm huy chương này để dành tặng bà nội của em. Sau cái nội dung này thì em còn đặt cho mình một cái mục tiêu gì nữa không? Đã cố gắng hết sức trong những ngày thi đấu sắp tới. Số 5 đó là vận động viên của Việt Nam Phạm Thanh Bảo, vận động viên sinh năm 2001. Thời gian ở vòng loại của anh đó là 1 phút 2 giây 72. Nhưng Thanh Bảo đang là vận động viên giữ kỷ lục đại hội ở cự ly này. Ở đường bơi số 4 đó là Nicolas Rukasten Mahabir, vận động viên 17 tuổi của Singapore, là đối thủ chính của Phạm Thanh Bảo ở phần thi chung kết này. Kasten Mahabir đạt thành tích tốt nhất ở vòng loại đó là 1 phút 1 giây 98. Kỷ lục của Thanh Bảo ở đại hội đang là 1 phút 1 giây 17. Cự ly 100m bơi ếch nam, các vận động viên sẽ phải hoàn thành 2 lượt bể. Nội dung chung kết đã bắt đầu với cự ly 100m bơi ếch nam. Thanh Bảo, vận động viên của Việt Nam, là người xuất phát ở đường bơi số 5. Các vận động viên đã dần hoàn thành 50m đầu tiên của cự ly này. Và Thanh Bảo đang là người chạm đích 50m trước tiền. Ở bên cạnh anh đang là vận động viên ở đường bơi số 6, cũng đang cố gắng bứt tốc. Như vậy Thanh Bảo ở vị trí thứ 2. Đây là những mét nước rút vô cùng căng thẳng. Thanh Bảo đang vươn lên, chỉ cách vận động viên tiếp theo khoảng một bàn tay mà thôi. Thanh Bảo đang cố gắng để nước rút ở những mét cuối cùng. Và ở đường bơi số 5, Thanh Bảo là người giành huy chương vàng 1 phút 0 giây 97. Và đó là kỷ lục mới của đại hội. Kỷ lục cũ mà Thanh Bảo đang nắm giữ đó là 1 phút 1 giây 17. Và Thanh Bảo đã thiết lập nên một kỷ lục nữa ở nội dung 100m bơi ếch nam ở cự ly sở trường của mình. Thanh Bảo lần thứ 2 thiết lập một kỷ lục của Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Và thêm một chiếc huy chương vàng nữa dành cho môn bơi của Đoàn Thể thao Việt Nam. Không chỉ với huy chương vàng mà Thanh Bảo còn lần thứ 2 phá vỡ kỷ lục. Kỷ lục mà chính anh lập nên chỉ trong vòng 1 năm. Kinh ngư người Bến Tre tiếp tục thiết lập nên một kỷ lục nữa cho riêng mình.